Wow, mình mới mua được bộ đồ chơi 2022 mới nhất luôn. Bây giờ mình phải đem qua khoe mấy anh công mới được. Ê, Bảo, đi đâu đây? Dạ, em mới đi mua bộ đồ chơi về đại ca. Ui, lại mua đồ chơi mới hả? Đúng rồi. Bộ này mua hết bao nhiêu tiền vậy? 150 á đại ca. Wow, 150 luôn hả? Đúng rồi. Mà đồ chơi gì đây? À, con quay vô cực á đại ca, có 6 cái luôn nè, với lại hai con quay luôn nè. Hả? Hai tay cầm 6 con quay hả? Đúng rồi. Ui, nhìn đã thế. Ê, anh Bảo này. Anh cũng đang định mua con quay vô cực á. Ủa? Nhưng mà giờ anh chỉ có 50 ngàn thôi. Ủa? Hay là bây giờ em bán lại cho anh nhá. Thôi đại ca. Thôi cái gì? 150 lận mà đại ca. 150 thì anh biết rồi, bây giờ anh thiếu thì anh mua này, lần sau anh đưa thêm. Này, cầm lấy đi. Đấy nhá. Nhưng mà bao giờ đưa thì anh chưa biết. Thôi đi 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 đi. Ê. Trời ơi, thằng này dễ dụ thật đấy. Chưa gì đã có được bộ con quay một cực xịn sò như này mà 150 cơ mà. Mà mình chỉ cần có 50 ngàn là mua được cái này rồi. Mang đi chơi mới được. Anh Công đang làm gì á? Ờ, hello Bảo, anh đang làm cọ nè. Ồ. Anh làm cọ xong mẹ cho anh 20 ngàn á. Ủa mà sao anh nhìn em buồn vậy Bảo? Em vừa bị trứng luộc xong á anh Công. Ủa, người nào trứng luộc em? Cải lý... À, đại ca cải lý sử á anh Công. Cải lý sử hả? Đúng rồi. Ủa vậy hả? Đại ca cải lý sử là mới về xóm mình á. Mà rồi. Cái tên nhìn cũng kỳ quặc đúng không? Đúng rồi. Đang cải rồi mà còn lý sử nữa. Không chắc là lý sử cun đấy mà. Đúng rồi. Ê, vậy hả? Ủa mà em mua cái bộ gì mà đại ca lấy á? Em mua bộ đồ chơi con quay vô cực á anh Công. Con quay vô cực á hả? 150 lần á anh Công. Ủa có phải là cái bộ ngoài cái ba cái bà bán là bộ đó mới nhất của năm 2022 đúng không? Đúng rồi anh Công. Ủa vậy mà lấy luôn hả? Đúng rồi. Ê, bây giờ anh nói cho nghe nè. Sao anh Công? Anh có cách này. Ồ. Có thể lấy lại được cái bộ đồ chơi đó mà anh có thể là lấy lại tiền cho em luôn. Ồ. Này, để nói này. Ok, anh Công, ok, Công. Bây giờ em ở đây chờ anh nha. Anh chạy qua bên kia anh gặp cải lịch sử nha. Ok anh Công. Chờ đi tốt và anh cho Bảo. Ok. Đại ca. Ờ, Công nghe nè. Em nghe tin đồn là đại ca mới mua được bộ đồ chơi xịn sò lắm đúng không? Đây 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 đây. Wow. Bộ đồ chơi này hình như là con quay mới nhất này đại ca đúng không? Ở ngoài quán nó còn bộ duy nhất là đại ca mua luôn đấy. Ừ. Đại ca để lại cho em đi, em cũng thích bộ này lắm này, em đang đi tìm mà không có. Để lại hả? Đại ca mua bộ này bao nhiêu? 150 ngàn. 150 ngàn hả? Ừ. Ok, đại ca để lại cho em 150 nha. 150 hả? Dạ. Ờ. Được không? Tính ra thì mình vẫn lời 100 ngàn. Ờ, được, để luôn. Để luôn, để luôn. Đây. Đây, hiện tại em có 200 này. Đại ca thổ cho em 50 nha. Ờ, ok, để đại ca. Ồ, đã quá, bộ này xịn này. Ờ, nhưng mà đại ca không có tiền lẻ. Đại ca không có tiền lẻ à? Ờ. Ồ, để xíu. Đây. Đây, hình như là bộ này 150 đúng không? Ờ, đúng rồi. Em đưa đại ca 200. Ừ. Bây giờ này, có 50. Đó. À. Thổi lại cho đại ca 50 nha. Rồi ok. Đó. Ê, từ. Sao thấy nó cấn cấn cái gì á? Ủa sao cấn cấn đại ca? Thì đây 50, 150. Đúng nhỉ? Ồ, đúng rồi mà đại ca. Nè, bây giờ em nói cho đại ca nha. Ừ. Đây. À, đại ca bạn em bộ này bao nhiêu? 150. 150 đúng không? Bây giờ em đưa cho đại ca 200. Ừ. Đại ca thổi cho em 50. Ờ đúng rồi. Mà đại ca không có tiền. Ừ. Thì coi như em đưa lại cho đại ca 50, có đúng không? Đó, đúng rồi, gì nữa thêm đi cho đại ca. Ồ. Đúng nhỉ? Bảo ơi, tin vui. Ôi. Đây có phải bộ này không? Đúng rồi anh Công. Đây, anh lấy về đây cho em rồi nè. Wow. Biết sao không? Anh sử dụng cái chiêu đó. Cái cải lịch sử cái mặt ngơi luôn này. Ngơi như cây cơ luôn. Anh làm cho rối luôn hả Bảo? À. Này, anh đặt lại cho em nè. Ủa mà em giỏi vậy, làm cho anh hết nãy giờ nguyên cái vườn luôn rồi hả? Đúng rồi anh Công. Wow, giỏi quá ha. Coi như là hai anh em mình đền bù nhau thôi. Mà thôi bây giờ anh chạy vô nhà cái, anh xin tiền mẹ anh 20 ngàn. Ồ. Mà anh cũng tỉnh ra ngoài cổng trường á, anh mua cái con quay á. Ồ. Xong rồi lát này anh chạy qua nhà em chơi Bảo nha. Ok anh Công. Ồ, đi rồi, bye bye. Ôi trời, sáng đi răng mà bạn mang ế gì đấy trời, ai mua đồ chơi cổng trường mà. Ê con, để mua đồ chơi cổng trường cho ba với. Máu, ui trời ơi, bắp ít nè, rồi là con quay này. Ui trời ơi, đồ chơi nhiều lắm, mua giùm cho ba với. Chào ba. Ừ. Ba bạn đồ chơi cổng trường hả? Ờ, ba bạn đồ chơi cổng trường nhiều. Có cái đồ gì mới không ba? Còn không nè, này, à, đấy này, bắp ít này. Ủa bắp ít hả? Ờ, xong rồi à, cái chơi game, game này. Mà cái mạng chơi game này như là đắt tiền đúng không ba? Ừ, cả nơi cũng đắt dạ, đó con. Đắt nè. Này bóp ít thì nhà con nhiều rồi. Ờ. Dạ. Con. Rồi con xong rồi. Dạ. Còn cái này quỷ đâu? Lắm mà ba bác. Wow. À. Ủa là cái này quỷ lắm bác. Ờ, cái này quỷ lắm bác. Ủa? Cái này gọi là hạt độc đúng không ba? Ờ. Ủa là còn một cái thôi hả? Con quay cầm một cái. Cái này bao nhiêu tiền ba? 20. 20 hả? Ừ. Bà bước đồng nào không? Thôi 20 cái con bà bằng rẻ rồi. Bằng rẻ hả? Ừ. Giờ con còn có 20 à. Thôi, con mua cho bà luôn, con ủng hộ cho bà nha. Ừ, cảm ơn con. Mà cái này là cái gì ta? Cái này con quay á con. Con quay hả? Ừ. Wow, con quay mà xịn xò ta. Đồ, con này hàng mới nè. Thôi con cảm ơn bà nha. Ừ. Con đi đây bà. Ừ.
Con, bố mua đâu chứ đồng trim cho ba vậy con? Ba có con quay không? Có con quay hả? Đấy, bán cho con nào? Thằng đi là đại ca xóm này phải bán đất cho hắn. Sao con lấy cho con đi? 50 ngàn con. 50 ngàn đó hả? Thôi được, lấy luôn. Đây con, 50 ngàn. Đây, con này đúng không? Đó. Con gửi tiền nhá. Rồi, ba cảm ơn con nghe. Lúc sau phải mua nghe con. Bảo, để anh lâu không Bảo? Lâu chứ anh Thơm. Bây giờ anh em mình khui cái này đi, anh nhìn thấy hồi hộp quá. Ok. Ôi, con. Ôi, xó Bảo. Đây. Hình như bên này anh nhìn thấy nè. Đây nè, hình như mở bên này nè. Ok con. Mở biết bao nhiêu hộp rồi, bây giờ không biết mở được hả? Ui. Đây, để mở này lên. Ủa, nó kiểu này hả ta? Đúng rồi, bây giờ phải mở ra anh con ơi. Ở dưới này còn cái gì nữa hả? Đúng rồi. Phải, ở trên này nè. Ở trên. Đây, như này đúng không? Rồi. Wow, đã quá ha. Wow. Ủa, cái này là hình như là có 6 cái luôn hả Bảo? Đúng rồi anh công, 6 cái kích thước khác nhau. Anh công kích thước khác nhau hả? Đúng rồi. Cái này như thế nhỏ nè. Cái này cũng nhỏ ha. Có khi là ba cái này là nhỏ là đánh nhau nè đúng không? Đúng rồi. Còn này ba cái này to là đánh với nhau này đúng không? Đúng rồi anh công ơi. Wow. Mà cái đặc biệt cái là nó cho mình hai cái giật luôn nè. Đúng rồi. Ủa, cái giật cũng đặc biệt nữa nè. Ở đây cũng có hai cái giật luôn nè anh công. Cái giật này hình như là mình để như này hả? Mình gắn vô như này hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi anh công ơi. Đúng rồi. Ồ hay ha. Đâu đâu, anh thử nè. Cái dây gắn vào đây hả? Đúng rồi. Dây là gắn như vậy anh công. Xong lắp vô. Không, mình phải gắn vô trước. Đây nè, mình gắn này vô trước nè. Đúng rồi. Xong mình bỏ dây vào. Hay quá ha. Lần đầu chơi anh công ơi. Nè, nó không rớt ra nè bảo nè. Đúng rồi, đúng rồi. Chắc do nó chặt luôn anh công ơi. Đây, cho anh ba con nhỏ đi. Con Bảo ba con to. Anh em mình đánh nhau không Bảo? Chơi luôn anh công. Đây nè, đây, tụi Bảo là ba con to nha. Và là ba con nhỏ nha. Để em mấy đã. Ở đây người ta cho mình một cái hộp luôn đúng không? Đúng rồi. Wow, đúng là bộ chơi đồ chơi xịn sò có khác à. Rồi anh để một hai ba vô nha. Con anh màu xanh nè. Con của em cũng màu xanh luôn anh công ơi, nhưng mà xanh nhạt. Nhưng mà con em to hơn. Đúng rồi. 1 2 3. Wow. Oh, ui, đã chứ anh công ơi. Con em có đèn luôn công ơi. Anh em mình cho vào hết luôn đi ha. Ok anh công. Đây anh gắn thêm nè, anh thẳng anh cho màu đỏ vào. Ui, con của em chớp đèn luôn công ơi. Màu đỏ luôn nè. Wow. Ơi, bay luôn. Nó đánh con màu xanh qua đi luôn. Đây. Wow. Đó, con này đã nè. Rồi, tiếp anh công ơi. Đây, anh con còn một con màu xanh nè. Em vẫn còn một con màu đỏ luôn anh công ơi. Ui, chơi này nghe keng keng sướng thiệt á anh công. Anh phát hiện nó cái con của em là nó bên ngoài á. Bên ngoài này nè là nó có cái lớp bằng kim loại á Bảo. Đúng rồi anh công. Rồi, anh cho con này vào nha. Wow. Đã. Đây, đến lượt em. Ê, con này quá sướng nè. Đúng rồi. Wow. Ủa, em với con nhỏ này kém à đúng không? Đúng rồi anh công. Đây anh bỏ con này đi cho anh chơi thử con to này đó ha. Em chơi thử con nhỏ nha. To đi. Thích quá ha. Wow. Đây. Con nhỏ vừa được chơi mua đã thiệt anh công. Đúng không? Đây 1 2 3. Ui. Wow. Chém nhau nè. Chém nhau. Con của em hơi mạnh đó anh công. Ê, đừng lại bảo cỏ mà anh không cỏ chứ em biết gì đâu. Cái gì kỳ lạ vậy anh công? Cái này là cái tàu của người ngoài hành tinh đó Bảo. Tàu vũ trụ á. nhìn giống không? Giống anh công ạ. Không đâu, cái này là con quay đó Bảo. Con quay anh công? Con quay rất xịn nha, anh mua có 20 ngàn à. Ủa, có 20 ngàn anh công? Cô là bạn rẻ lắm. Chơi hay lắm. Cái này. Mà cái này xài pin luôn nha. Anh thấy xong tự nhiên nó rẻ vậy, cái này anh nghĩ là đắt lắm nha, nhưng mà ai ngờ nó rẻ. Đây nè, ở đây có công tắc này nha. Để anh bật lên cho coi nè. Này em ngoài tiệm em không thấy luôn anh công. Cái này độc. Đó, em thấy nó quay không? Ồ, nó còn cả nhạc luôn chứ. Đúng rồi anh công. Đó, thấy không? Xịt cho không? Đây, em dọn cái này ra sao cho anh đi. Ok anh công ơi. Anh cho em xem sự kỳ diệu của nó nha. Ok anh công. Đây. Đó, thấy chưa? Ồ. Thấy đúng không? Thấy rồi anh công ơi. Nè, nó chạy nè. Ồ. Đã. Ui, đã anh công ơi. Đó, nó xịt cho nha. Ui, nó chạy nhanh kìa anh công ơi. Em thấy con quay nào mà quay kiểu như này không? Không. Chưa đúng không? Chưa anh công ơi. Rất là hay nha. Đây nè, để quay luôn cho anh coi nè. Ủa làm kiểu nào nó không đứng luôn anh công ơi. Nó không ngã đâu Bảo. Đó. Kiểu như này nè. Làm vậy nó vẫn đứng anh công ơi. Hay lắm. Nó quay kiểu như này nè. Xùm xò. Ui. Đây kiểu như này nè. Thả xuống được anh công? Được, thả được chứ. Đó anh công. Đó, thấy chưa? Nó còn cái đen luôn á. Cái này mà chơi đêm là đúng bài đó Bảo. Đúng rồi anh công. Nhưng mà anh không thích một cái là nó có tiếng nhạc á. Nghe ồn quá. Ồn quá anh công ơi. Đúng rồi. Con này nó bằng nhựa Bảo. Đúng rồi anh công ơi. Bể luôn á. Rồi bây giờ mình thử ha. Ok anh công. Đây. Ủa. Wow. Ui nghe chăng luôn anh công ơi. Ừ. Ui. Wow. Con này sao to rồi anh công ơi. Đây để anh lật ngược lên. Anh ngược ngược lên. Ui. Anh như quay ngược chiều. Đúng rồi anh công ơi. Yo. Ủa. Phang nhau luôn anh công ơi.
Ui, con của em vẫn còn trâu anh công ơi. Con của em xỉu rồi. Đó, con anh đánh con em. Ôi, nó quay ngược lại kiểu này. Đúng rồi. Ờ, đúng rồi, vương vương anh công ơi. Quái thật. Hồi này 50, mình mua được cả bộ con quay to như thế này. Bây giờ cùng 50 mà mua được con quay nhỏ xíu à. Thế con 150 của mình đi đâu ta? Khó hiểu.